Câu thứ hai vị nói là trên bàn thờ con có để ảnh Phật và bát hương gia tiên thần linh vân vân đó, thì có được khấn các vị không? Bình thường các quý vị có thể vẫn đọc tụng kinh điển ở trên ban thờ, thờ chung như vậy vẫn bình thường. Nhưng mà tốt nhất đó, ở trên ban thờ Phật đó, thường là phải kê cao hơn một chút. Nếu không, trong một phòng thờ mà nó rộng rãi, để cái bàn thờ Phật riêng ra thì nó trang nghiêm thanh tịnh hơn thì càng tốt. Mà gia đình chúng ta mà hơi chật hẹp một chút, chưa có điều kiện, chúng ta thờ chung một ban thờ vẫn được. Nhưng mà chúng ta đóng một cái kệ, một cái kệ cao hơn ban thờ gia tiên của chúng ta khoảng 10 phân. Để sâu vào phía trong ấy, ban thờ Phật chỉ cần một bát hương, cắm được một lọ hoa, để một đĩa quả và để được ba chén nước lên trên bàn thờ Phật là được. Còn dưới ban thờ thần linh gia tiên thì một cái bát hương thần linh ở giữa, gia tiên ở bên phải của tay mình hướng vào và tổ cô tổ cậu ở bên trái tay mình hướng vào lễ đó. Như vậy là chúng ta vẫn lễ khấn bình thường. Mùng một ngày rằm hay ngày giỗ ngày chạp, nếu mà gia đình chúng ta mà chưa chay trường tuyệt đối được, chồng con hoặc là vợ con hoặc là ông bà chưa hoan hỉ cho chúng ta cúng chay vào những ngày mùng một, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp đó, thì chúng ta vẫn cứ cúng bình thường ở dưới ban thờ gia tiên. Nhưng tốt nhất thì không nên sát sinh, ra chợ để mua những đồ làm sẵn. Phật pháp là rất uyển chuyển cái chỗ đó, không quá nặng nề. Không có bây giờ chúng ta bảo chồng con hoặc là ông bà chúng ta hoặc là người thân chúng ta cho chúng ta thờ Phật, chúng ta được thờ Phật rồi chúng ta lại lấn thêm một bước nữa bảo trên ban thờ gia tiên có cả Phật trên đó, cho nên ngày giỗ ngày Tết là không cho cúng mặn. Không cho cúng mặn á, hai bên gia đình chúng ta giữa người trong nhà gây áp lực với nhau. Chúng ta thì nhất quyết là phải cúng chay, còn người nhà thì nhất quyết là phải cúng mặn. Hai bên một đàng thì chay, một đàng thì mặn, và sinh ra xô xát. Và cuối cùng á, bảo là nếu mà chúng ta yếu thế hơn á, ông bà hoặc chồng chúng ta hoặc người thân chúng ta mạnh thế hơn, nó bảo là thế thì mày muốn cúng chay mày đem đi đâu mà cúng, đây là nhà tao, thế là chết rồi. Đó, cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất tế nhị trong cuộc sống. Chúng ta đừng có nặng nề, đừng có chấp vào một cái gì cả. Tu hành là phải xả ly và phải an lạc. Đó. Tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích. Tức là chúng ta tu hành là phải tùy thuận theo tâm nguyện của chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Cả năm có một hai ngày giỗ thôi. Có một vài cái ngày lễ Tết như là Tết Thanh Minh, rồi Tết âm lịch là ngày giỗ vân vân chẳng hạn. Người thân chúng ta chưa hiểu, muốn cúng lên trên ban thờ những cái đồ thờ cúng như là người nhà ăn bình thường á, chúng ta cứ hoan hỉ đi, ăn gì cúng đấy. Xong rồi tụng kinh hồi hướng sám hối, vào đó mất vài buổi tụng kinh là được. Còn lại một năm 360 ngày, chúng ta cứ cho là mất 10 ngày đi, còn lại 350 ngày nữa cơ mà, đúng không? Là ngày dành cho chúng ta vẫn lãi nhiều chứ. Tính một cái công thức như vậy rất là đơn giản mà chúng ta không hòa thuận được với người thân của chúng ta. Như vậy là chúng ta gì? Quá kém, học Phật quá kém. Đó. Cho nên á, cái việc này á, các quý vị đây thì nói rộng lên như vậy cho chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó, cứ hoan hỉ, tùy thuận chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Đó. Không quan trọng cái điều đó. Chỉ có điều là chúng ta hay cố gắng làm sao đó để khuyên gia đình là những ngày giỗ ngày Tết đó, chúng ta cố gắng không tự tay nhà mình sát sinh ở trong nhà. Ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là gì? Gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện thoại bảo giết cho tôi mấy con gà nhá, nhà tôi mai có khách. Thế là được. Ra chợ gặp gì mua đấy gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói rằng các Phật tử còn sơ tâm vào đạo, có thể phương tiện cho họ làm được điều đó. Đó. Dẫn dắt dần dần. Đó. Đấy là một cái kinh nghiệm. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.